Tiếp cái cảnh chào cả nhà yêu mến cây cảnh nhá. Hôm nay là trời đang mưa to nhưng mà vẫn phải chia sẻ một cây giao lưu một cây đèn trắng cây xạ nghiến hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Cây khủng luôn. Cái máy quay của mình nó đang bị mờ. Đấy. Cây này là thành tác phẩm rồi. Đấy. Cây có vành chỗ bé nhất này là 125. Cây này trên chậu rồi nhá. Cây cao gần 3 mét để tính cái ngọn. Cây gọi cây khủng luôn. Rất đẹp. Khủng. Này để không dám nữa. Xin mẹ nè. Nụ già lắm. Cái này không biết tính tuổi nó bao nhiêu rồi anh nhỉ? Không tính tuổi được đúng không? Cái này không biết tính tuổi nó bao nhiêu. Chỉ biết nó u cục nó già thôi chứ còn trên rừng này trông ngọn nó còn u cục cái này trông sướng chưa. Đấy. Quá đẹp luôn. Cái này về cho cái chậu đẹp nữa thì đấy à. Chiều nào cũng đẹp. Tác phẩm. Đây hoa đỏ đẹp. Rồi, chào cảnh chào nhá. Hôm nay nhìn cái phôi nhá, cây này mình đã giao lưu rồi nhá. Từ đây về nhà em là đi nhanh 30 phút đấy anh ạ. 16 cây sao anh nhỉ? Em mệt 16 cây sao? 16 hay 18 cây. 18 cây nhỉ. Rồi, xin chào nhá.